Xin chào các bạn, khi nhắc đến các món ngon Hà Nội nổi tiếng nhất thì người ta thường nghĩ ngay đến cốm. Món ăn này được xem là một biểu tượng cho mùa thu Hà Nội. Cốm sở hữu một mùi thơm nhẹ nhàng, dẻo dẻo, bùi bùi. Hương vị của cốm thì luôn đem lại cho người thưởng thức một cảm giác khó quên. Cũng bởi vậy mà những món ngon từ cốm luôn được rất nhiều người yêu thích và nhớ thương khi xa Hà Nội. Vậy thì hãy để blog ẩm thực gợi ý cho các bạn 3 món ngon từ cốm dễ làm tại nhà các bạn nhé! Cách làm chả cốm. Nguyên liệu làm chả cốm bao gồm: giò sống 250g, thịt nạc xay nhuyễn 150g, cốm tươi 100g, lá sen hoặc là lá chuối. Gia vị bao gồm tiêu, hành khô, muối, hạt nêm, nước mắm, dầu ăn. Cách làm chả cốm như sau. Bước 1 là sơ chế. Trộn giò sống và thịt nạc xay nhuyễn ở trong âu lớn, cho thêm một ít hạt tiêu để tăng hương vị. Bước 2, làm hỗn hợp chả. Cho cốm và hỗn hợp thịt ở trên, trộn đều. Cho thêm một muỗng nhỏ dầu ăn vào âu hỗn hợp thịt, quyết thật đều, bọc bằng màng bọc thực phẩm rồi để trong ngăn mát của tủ lạnh khoảng từ 30 đến 35 phút. Bước 3 là nặn chả cốm. Lấy âu hỗn hợp thịt ra ngoài, tách một ít cho vào lòng bàn tay và nặn dẹp với hình dạng tùy theo ý thích. Sau đó thì đặt lá sen vào đáy nồi hấp, cho viên chả cốm lên trên, hấp trong vòng từ 10 cho đến 12 phút. Bước 4 là chiên chả cốm. Bắc chảo dầu lên bếp đun nóng. Khi dầu sôi thì bạn thả từng viên chả cốm vừa hấp chín vào chiên vàng đều các mặt. Vậy là bạn đã có một đĩa chả cốm béo ngậy, ăn với cơm hoặc là ăn với bún là hợp hết bạn nhé. 2. Hướng dẫn làm xôi cốm. Nguyên liệu làm xôi cốm thì bao gồm: cốm dẹp xanh 500g, đậu xanh 100g, hạt sen 100g, rửa sợi 200g, nước cốt dừa 200ml, lá dứa 5 lá, gia vị bao gồm có đường và muối. Cách làm xôi cốm như sau. Bước 1. Hấp đậu xanh, hạt sen. Đậu xanh thì vo sạch rồi ngâm 3 tiếng. Sau đó bắc nồi lên bếp đun với lửa vừa. Khi nước sôi, bạn cho hạt sen vào hấp 10 phút rồi cho ra tô. Tiếp tục cho đậu xanh vào hấp khoảng 20 phút. Sau khi hấp xong đậu xanh, bạn để đậu nguội rồi nghiền nhỏ. Bước thứ 2 là xào dừa sợi. Bắc chảo lên bếp mở lửa vừa, đợi chảo nóng rồi cho 200g dừa sợi, 30g đường vào xào khoảng 10 phút. Bước 3, nấu nước cốt dừa. Bắc nồi lên bếp mở lửa vừa, đợi nồi nóng và cho 200ml nước cốt dừa, lá dứa, 1/4 muỗng cà phê muối vào, sau đó nấu sôi khoảng 5 phút. Bước thứ 4, trộn xôi cốm. Cho cốm vào tô, cho nước cốt dừa đã nấu chín và 40g đường vào trộn đều, sau đó đậy nắp và ủ trong vòng 1 tiếng. Khi ủ gạo xong, bạn cho đậu xanh đã rã nhỏ, hạt sen, dừa nạo vào âu, đeo bao tay vào và trộn nhẹ nhàng. Xôi cốm bạn có thể dùng với kem hoặc là ăn với vừng cũng rất ngon bạn nhé. 3. Cách làm chè cốm cốt dừa. Nguyên liệu làm chè cốm: cốm tươi hoặc là cốm khô 150g, bột sắn dây 40g, đường phèn 200g, lá dứa một bó khoảng 10 lá, nước cốt dừa 200ml, dừa non thái sợi 200g. Cách làm chè cốm như sau. Bước 1. Sơ chế nguyên liệu. Cốm khô khi mua về thì nhặt sạch sạn và vỏ trấu, sau đó đãi nhanh với nước lạnh, sau đó để ráo nước. Đối với cốm tươi thì không cần phải sơ chế qua bước này. Lá dứa rửa sạch, sau đó cuộn lại rồi luộc lên. Khi luộc xong thì vớt bỏ lá dứa ra, cho đường phèn vào hòa tan. Bước 2 là chế biến chè cốm. Sau khi đường tan, bạn nên cẩn thận rắc cốm vào rồi tiếp tục đun sôi. Chú ý đun nhỏ lửa để cốm chín đều nở to và có màu xanh đều nhau. Tiếp tục hòa bột sắn dây với đường phèn vào một bát nhỏ. Tùy theo sở thích ăn ngọt hay là nhạt khác nhau mà các bạn có thể tăng hoặc là giảm lượng đường sao cho phù hợp với khẩu vị. Sau đó cho hỗn hợp bột sắn dây và nước vào chè, sau đó khuấy đều tay. Khuấy từ từ cho đến khi có độ sánh thì cho nước cốt dừa vào. Đun với lửa nhỏ khoảng 5 phút rồi tắt bếp. Và khi nồi chè đã chín thì múc ra bát,
rắc dừa nọ lên trên. Và nếu thích ăn lạnh, có thể bổ sung thêm thạch đen, rồi cho thêm một vài viên đá nhỏ rồi cùng thưởng thức. Để có được một món ăn ngon từ cốm, bạn cũng phải mua được cốm chuẩn. Và lớp ẩm thực sẽ chỉ cho bạn 10 địa điểm mua cốm Hà Nội như sau. 1. Cốm Mộc Lê Gia Hà Nội. 2. Cốm Vòng Hà Nội Nguyên Ninh. 3. Cốm Làng Vòng Bà Cận. 4. Cốm Tươi Hà Nội Thu Huệ. 5. Cốm Làng Vòng Tâm Tâm. 6. Cốm Bà Hoản, cốm Hà Nội gốc Làng Vòng. 7. Cốm Làng Vòng Hà Nội. 8. Cốm Cô Mận, địa chỉ bán cốm Hà Nội nức tiếng. 9. Cốm Giảng Mễ Trì. 10. Cốm Vòng Huy Linh. Trên đây là 10 địa chỉ mua cốm chuẩn, cũng như cách làm 3 món ngon từ cốm. Hãy tranh thủ mùa thu để nấu cho cả nhà cùng thưởng thức bạn nhé! Đến đây, video chúng mình xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé!